Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin quân sự của kênh Việt Nam TV. Kính thưa quý vị và các bạn, trong thời kỳ chiến tranh lạnh, khi nhiều vũ khí và trang bị của Liên Xô lần đầu tiên ra mắt, chúng sẽ khiến cho các nhà quan sát phương Tây bị sốc hoặc thậm chí là hoảng sợ. Nhưng sau khi thử nghiệm chiến đấu thực tế, họ sẽ đi đến nơi xá rằng không có gì là nguy hiểm. Tiêm kích Mi-23 Flogger là một trong số đó là một đại diện tiêu biểu nhất cho dòng máy bay chiến đấu thế hệ thứ hai của Liên Xô. Nhưng loại máy bay đã bị tàn sát bởi máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư F-15 và F-16 trong cuộc chiến tranh Trung Đông. Nhiều chuyên gia vội vã gán cho nó là sản phẩm của sự thất bại trong thiết kế. Vào tháng 10 năm 1973, sự chú ý của thế giới lại một lần nữa tập trung vào bán đảo Sinai và Cao nguyên Golan. Nó coi như là một bộ phim thực tế về chiến tranh Trung Đông được chiếu lần thứ tư. Trong khuôn mặt của không quân Israel, số chiến đấu cơ Su-7 và MiG-17 trong tay của Syria và thậm chí là tiêm kích MiG-21 tốt nhất đều được xếp là chiếu dưới. Vì lý do này, Syria quyết tâm mua một lô máy bay hiện đại nhất từ Liên Xô. Tương hiệu hàng đầu trong số đó là tiêm kích MiG-23, loại chiến đấu cơ từng gây chấn động thế giới phương Tây. Ngoài những cân nhắc về tính bí mật, chiếc máy bay tiêm kích MiG-23 đầu tiên mà bán cho Syri đã được tháo rời thành các bộ phận và vận chuyển lắp ráp tại Syri. Nhưng khi cuộc chiến kết thúc, thì hàng mới đến và màn trình diễn được mong đợi nhiều với địch thủ Israel đã không xảy ra. Trong khóa huấn luyện bay sau đó, các phi công Syri đã có một mối quan hệ yêu ghét với chiếc máy bay mới tinh này. Một mặt, nhờ động cơ phản lực mạnh hơn và thiết kế cánh xuôi, có thể dễ dàng thay đổi tốc độ. Các chỉ số cốt lõi của MiG-23 bao gồm tốc độ, độ cao và hỏa lực khá mạnh. Nhưng mặt khác, việc điều khiển trên nấu cơ MiG-23 rất phức tạp. Thiết kế cánh xuôi có thể thay đổi, gồm cánh cụp, cánh xòe và trọng lượng của nó quá lớn, vì vậy đã mất đi sự nhanh nhẹn. Về hệ thống điện tử hàng không, Liên Xô chưa bao giờ bằng phương Tây. Tệ hơn nữa, hệ thống điều khiển vô cùng phức tạp đã trở thành một cơn ác mộng đối với những phi công mới vào nghề. Tỷ lệ tai nạn trong đào tạo do đó vẫn cao thực sự không dễ dàng gì để thuần phục các kỹ năng bay của những cặp cánh cục cánh xòe. Vào ngày 19 tháng 4 năm 1974, thiếu tá Mary của không quân Syria đang điều khiển chiếc Mi-23 đã đụng độ một máy bay tiêm kích ném bom F-4 của Israel trong quá trình huấn luyện. Hai trong số ba tên lửa không đối không R-13 do thiếu tá Mary phóng ra đã trúng đích và một tên lửa bắn trên mục tiêu. Thật không may, Trước mấy hai của anh ta cũng bị trúng tên lửa vài giây sau đó. Thiếu tá Marie đã kịp phóng rủ và bị thương nặng sau khi nhảy rủ. May mắn thay, anh ta sống sót và giành được danh hiệu anh hùng Cộng hòa Syria. Khi không quân Liên Xô đưa ra các yêu cầu thiết kế đối với máy bay chiến đấu hạng nặng MiG-23, từ phòng thiết kế Mikozan, trọng tâm là đối địch với F-4 và F-104 của không quân Mỹ. Tuy nhiên, Tư tưởng về chiến tranh trên không của quân đội Mỹ nhanh chóng thay đổi một cách đáng kể. Không quân Mỹ đã học được từ chiến tranh Việt Nam khi cho rằng khả năng cơ động từ độ cao trung bình đến tầm thấp của máy bay quan trọng hơn nhiều so với độ cao và tốc độ. Theo suy nghĩ này, máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư như F14, F15 và F16 của Mỹ đã ra đời chỉ trong vòng vài năm. Năm 1976, máy bay chiến đấu F15, F16 được trang bị tên lửa tầm trung AIM-7 Sparrow và tên lửa tầm ngắn AIM-9 Sidewinder, chính thức được trang bị trong lực lượng không quân Israel. Như vậy, xét về thực lực, trang bị của không quân Israel đã tạo nên lợi thế trước không quân Syri. Đứng trước tình huống này, Syri đã phải quay sang Liên Xô để được giúp đỡ một lần nữa. Tuy nhiên, máy bay thế hệ thứ tư của Liên Xô như Su-27 và MiG-29 khi nó vẫn còn trên bản vẽ thiết kế. Loại máy bay tốt nhất, mới nhất mà Liên có thể bán cho Seri khi đó là mẫu tiêm kích MiG-23MF. MiG-23MF được trang bị radar safir 23 e với phạm vi tìm kiếm 85 km. Bản nâng cấp đồng thời có khả năng lắp hai tên lửa không đối không tầm trung R-23 và nó có khả năng không chiến ngoài tầm nhìn. Ngược lại, khi đó F-16 đời đầu không có khả năng phóng tên lửa không đối không tầm trung nên M23MF có một số lợi thế trong tác chiến tầm xa. Ngoài khả năng mang đạn tên lửa đối không tầm trung, M23MF còn có thể mang theo 4 tên lửa tầm gần R60 dẫn đường bằng tia hồng ngoại. Tuy nhiên, tác chiến tầm gần rõ ràng không phải là một thế mạnh của M23 và nó sẽ không chiếm được lợi thế trước F16 vốn nổi tiếng nhanh nhẹn. Nếu như đối đầu với F16 hàng nhẹ, M23MF vẫn đủ sức chiến đấu. Với lợi thế về tầm bắn của tên lửa, nhưng khi phải đối đầu với tiêm kích F15 hàng nặng lại gặp bất lợi tuyệt đối. Radar APG70 của F15 có khả năng phát hiện phía dưới và tên lửa không đối không tầm trung AIM-7 Sparrow của nó có thể bắn xa hơn nhiều so với tên lửa R23. Ngày 3 tháng 6 năm 1982, Israel xâm lược Liban với lý do ám sát đại sứ của nước này tại phường Quốc ảnh và điều động lực lượng không quân của mình tiến hành một cuộc không kích nhằm vào địa điểm tập trung của PLO. Tất nhiên, cuộc đối sức giữa tiêm kích Mi-23 của Syria và m 15 m 16 của Israel là một điều không thể tránh khỏi. Vào ngày 7 tháng 6 năm 1982, phi công người Syria Đại úy Musa đã bắn rơi hai chiếc tiêm kích chiến đấu F-16A. Radar của anh ta phát hiện máy bay Israel trong khoảng cách 25 km và anh ta đã bắn hai quả tên lửa R-23 ở khoảng cách 9 và 7 km. Tên lửa đi trúng mục tiêu. Tuy nhiên, khi bước vào giai đoạn giao tranh chính, thế 16 chiếm thế thượng phòng trước chiến đấu cơ MiG-23 của đại úy Moza bằng tên lửa tầm ngắn và sự linh hoạt. Máy bay của đại úy Moza bị trúng tên lửa Sidewinder từ một chiếc F-16 khác. Sau khi bỏ máy bay và nhảy dù, anh đã được chào đón một cách hân hoan như một người hùng. Vào ngày 8 tháng 6 năm 1982, lại diễn ra một tình huống tương tự. Phi công Hauer lái trước Mi-23MF chống lại 4 chiếc M-16. Hauer phát hiện ra một máy bay địch ở cự ly 21km và phóng một quả tên lửa R-23 ở cự ly 7km. Bất ngờ, hai bên bước vào một cuộc không chiến tầm gần. Sự kết hợp giữa tên lửa tầm ngắn AIM-9 Sidewinder và sự cơ động của M-16 đã giành được ưu thế tuyệt đối. Như vậy, về thành tích không chiến trong những ngày đó, hai bên tham chiến có ý kiến rất khác nhau. Syria thì cho rằng hai bên hòa, nhưng Israel cho rằng họ không có tổn thất nào trong trận không chiến. Kể từ ngày 9 tháng 6 năm 1982, không quân Israel bắt đầu thực hiện một cuộc tấn công được lên kế hoạch tỉ mỉ tại thùng lũng BK. Trong trận chiến này, Israel đã dùng UAV làm mô nhử, lừa cho Syria phóng tên lửa phòng không. Sau đó không quân Israel sử dụng tên lửa chống bức xạ để tiêu diệt từng radar của Syria. Sau đó không quân Israel đã tập trung 92 máy bay chiến đấu đến thung lũng BK nhằm loại bỏ những hệ thống phòng không SAM-6 nguy hiểm nhất. Lúc này, 54 chiếc máy bay chiến đấu MiG-23 và MiG-21 của không quân Syria đã xuất kích và trận không chiến lớn nhất kể từ khi Thế chiến thứ hai bắt đầu. Không quân Israel đã giành lợi thế trong cuộc không chiến này, nhưng Syria không phải là không đánh trả được. Các phi công Dave, Nakwa, Tommy và Ali, những phi công Mi-23MF đều tuyên bố đã bắn hạ nhiều máy bay địch, bao gồm cả F-16 và F-4E. Vũ khí mà họ sử dụng vẫn là tên lửa R-23. Một phóng viên chiến trường người Anh là người chứng kiến trận chiến trên trong bài viết của mình, anh ta nói rằng anh ta đã chứng kiến một chiếc máy bay chiến đấu F-16 bị rơi sau khi phát nổi trên không. Có thể chứng minh rằng kết quả trận chiến tại thung lũng BK mà các phi công Syri đề cập không phải là một con số 0. Và đây có thể là lần duy nhất MiG-23 giành chiến thắng trong trận không chiến này. Chiến tranh hiện đại không còn là cuộc cạnh tranh biệt lập giữa vũ khí và thiết bị, mà đây là cuộc đối đầu giữa hệ thống chiến đấu. Điều này đã được phản ánh đầy đủ trong trận không chiến ở thung lũng BK. Điều mà sau này Mỹ cũng phải mang sách sang học tập người Israel. Sau khi không quân Israel phá hủy hoàn toàn radar của tên lửa phòng không, lực lượng này đã sử dụng máy bay tác chiến điện tử để gây nhiễu và chặn thông tin radar được bố trí trên lãnh thổ Syria. Và phi đội của họ dưới sự chỉ huy của hai máy bay cảnh báo sớm E-2C Haki đã làm tốt phần còn lại. Việc mất quyền kiểm soát thông tin và gây nhiễu điện tử cộng với việc chiến đấu cơ MiG-23 đi sau một thế hệ chắc chắn MiG-23 sẽ phải chấp nhận số phận bị F-15 và F-16 đô sát một cách dã man. Dù thất bại chưa từng có, nhưng không quân Syria đã nắm bắt thời cơ để chống lại đối thủ. Ngày 11 tháng 6, không quân Syria đã tổ chức và thực hiện thành công hoạt động săn lùng máy bay cảnh báo sớm E-2C Haki. Dưới sự dẫn đường của Saddam mặt đất, hai chiếc Mi-23 MF đã khôn khéo tránh chiếc F-15 hộ tống, một lần nữa phóng tên lửa không đối không R-23 bắn hạ một chiếc E-2C của Israel. Theo phía Syri, trên không chiến ở thung lũng BK, MiG-23MF đã thực hiện 52 phi vụ chiến đấu, bắn rơi 5 chiếc F-16, 3 chiếc F-4E và một chiếc E-2C. Phía Syri mất 6 chiếc MiG-23, 4 chiếc MiG-21. Nói cách khác, MiG-23 của Syri đã bắn hạ 9 máy bay với tỷ lệ hoán đổi 1 trên 1. Trong vòng nhiều năm, truyền thông Israel và phương Tây đã thổi phòng tỷ lệ thua trận của không quân Syria ở thung lũng BK là 85 trên 0, và nhiều người tin vào điều này. Nhưng theo thông tin từ phía Syria, thì thông tin của Israel rõ ràng là quá cường điệu. Với việc Israel chiếm hàng loạt lợi thế về trang bị, thông tin và hậu cần, đặc biệt máy bay chiến đấu và vũ khí hàng không của Israel hơn hẳn máy bay của Syria một thế hệ, thì việc MiG-23 của Syria bị thất bại trong một cuộc không chiến với F-15, F-16 là một điều không thể tránh khỏi. Về việc MiG-23 bị tổn thất nghiêm trọng, ngoài những hạn chế của chính loại máy bay này, nó còn liên quan đến sai sót chiến lược của không quân Syria. Nếu không có sự phân biệt, không những không khách quan mà còn không công bằng, khi đổ lỗi cho chính MiG-23 là nguyên nhân gây ra thất bại trong trận chiến này. Bản tin quân sự của chúng tôi đến đây xin phép được tạm dừng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin quân sự tiếp theo